Vâng, thưa anh em, chắc hẳn là anh em còn nhớ anh Minh và video này. Bây giờ thì anh Minh đã bán chiếc Hyundai Accent rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn quay lại cái thời điểm mà chúng tôi quay video đó với nhau một chút. Thực ra có một bí mật mà hôm đấy anh Minh bật mí với tôi, nhưng mà tất nhiên là tôi không đem lên cái video Accent. Đó là anh Minh còn nói với tôi rằng là nếu mà Amira ra sớm hơn một chút thì chắc chắn là anh Minh sẽ chọn Amira chứ không chọn Accent. Đấy thì ngày hôm nay với một người làm truyền thông ô tô xe máy khoảng 15 năm rồi thì anh Minh đánh giá như thế nào về Nissan Amira và tại sao mẫu xe này được anh Minh yêu thích đến như vậy nhưng vẫn không thể vượt qua được Vios City, vẫn chưa có thể có những cái doanh số thực sự nổi bật khi mà đặt cạnh những đối thủ trong cùng phân khúc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe và cảm ơn anh Minh lại nhận lời mời lên hình cùng với Mê Xe. Quay trở lại với cái bí mật mà anh đã bật mí cho em từ cách đây hơn một năm. Lý do gì mà anh lại chia sẻ rằng là nếu mà Amira ra sớm hơn thì anh sẽ chọn Amira chứ không chọn Accent? Trước đó thì mình chọn City vì City nó là một mẫu xe mới hoàn toàn. Và sau đó thì mình cũng tiếp tục được chạy thử chiếc Nissan Amira này. Và Nissan Amira cũng là một sản phẩm hoàn toàn mới được Nissan đưa vào thị trường Việt Nam. Honda City thì nó thực sự nó đã quá nhiều người sử dụng rồi. Còn chiếc Amira này thì nó không chỉ mới về ngoại hình mà nó còn mới cả về khối động cơ bên trong. Amira thực ra là một cái sản phẩm thay thế cho chiếc Nissan Sunny. Mà chiếc Nissan Sunny thì nó rất là xấu. Nissan Amira thì nó đã thay đổi lột xác toàn diện so với cả cái người tiền nhiệm. Đấy, nhưng mà anh có nói đến cái sự thay đổi ở động cơ. Em nghĩ đấy mới là yếu tố quan trọng để anh nghĩ rằng là anh sẽ mua chiếc xe này chứ không phải là Accent. Còn ngoại hình thì xấu đẹp thì tùy người. Nhưng cái sự thay đổi quan trọng nhất chính là khối động cơ, trái tim của chiếc xe Nissan Amira. Đây là chiếc xe hạng B đầu tiên được sử dụng khối động cơ 1.0 tăng áp. Trước đó thì mình cũng đã kỳ vọng là Honda City họ cũng sẽ đưa cái động cơ 1.0 về. Nhưng rất tiếc là vì chiến lược của họ, họ cũng đã không đưa và họ vẫn duy trì cái động cơ 1.5 hút khí tự nhiên. Cái động cơ 1.0 của Nissan Amira thì được thừa hưởng rất nhiều cái công nghệ của thương hiệu Nissan. Họ đã áp dụng trên các dòng xe thể thao như là GTR của họ rồi. Và mình thì cũng không phải là người quá chuyên sâu về cái phần lõi của bên trong động cơ như thế nào. Nhưng khi mà mình đã chạy thử chiếc xe này khoảng 600 cây, chạy từ Hà Nội, trải nghiệm toàn vòng quanh thủ đô Hà Nội và mình có một chuyến đi lên Mẫu Sơn. Thì mình thực sự là bất ngờ với khả năng vận hành của chiếc Nissan Amira. Cụ thể, thứ nhất là chiếc xe này mặc dù là động cơ turbo, một người ta nói thì động cơ turbo thì hay có độ trễ. Nhưng rõ ràng khi mà bất cứ ai trải nghiệm chiếc Nissan Amira này thì họ sẽ đều có chung cảm nhận giống như mình. Đó là đạp phát nào ăn phát đấy. Tất nhiên là không thể nói là một chiếc xe đạp dính ghế như tức là mình so với những khối động cơ có công suất tương đương. Mặc dù chiếc xe này chỉ đâu đó khoảng 98 mã lực thôi, nhưng cái mô men xoắn của chiếc xe này đạt tới từ số sàn thì lên tới 160 Nm, nhưng số tự động vô cấp này thì sẽ chỉ lên khoảng 153. Đó cũng là một cái sức kéo rất là lớn và nó làm cho chiếc xe tăng tốc rất là tốt ở trong cái quãng đầu của nước ga đầu. Đặc biệt là khi đi đèo núi nữa hả? Đúng rồi. Khi đi đèo núi thì đi đèo núi thì mình toàn tốc độ chậm và cái mô men xoắn của cái động cơ turbo nó lợi thế. Đó là ở vòng tua rất là thấp. Mình không nhớ rõ cái vòng tua của chiếc xe này là bao nhiêu, nhưng đâu đó loanh quanh trong khoảng 2000 thì nó đã được đạt mô men xoắn cực đại rồi. Thứ hai là cái chiếc xe này mạnh mẽ như thế nhưng nó lại chỉ dùng bộ cơ 3 xi lanh thôi, thì nó lại dung tích 1.0 nữa thì siêu tiết kiệm. Mình có lẽ là một chiếc xe mà mình nói về tiết kiệm nhất trên phân khúc B thì là chiếc Mitsubishi Attrack. Thì xe đấy là 1.2 lít và cũng 3 xi lanh nhưng không có turbo, thì cái họ đánh đổi cái công suất yếu hơn để lấy cái tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng cái Nissan Amira thì họ hài hòa cân đối, nó vừa một chiếc xe tiết kiệm nhưng lại vẫn đảm bảo sự mạnh mẽ của chiếc xe. Cá nhân em thì chưa có cơ hội để đi chiếc Amira này nhiều như anh Minh, nhưng mà đúng là có một trải nghiệm thực tế mà em có thể cảm nhận được ngay, đấy là vòng tua con này lên rất nhanh. Cái lúc mà depa ấy, cảm giác xe rất là bốc. Ngoài ra thì theo anh Minh thì Amira còn những ưu điểm gì nữa khi mà đặt trong mặt bằng chung của phân khúc B? Thì cái xe này thì nó vẫn được thừa hưởng những cái yếu tố vượt trội, những cái ưu điểm từ thế hệ trước của là chiếc Nissan Sunny. Đó là không gian ngồi của chiếc xe này rất là rộng
không gian hàng ghế trước cũng như hàng ghế sau thì ngồi thoải mái. Thì nếu mà một chiếc xe mình có thể có một cái không gian tương đương như thế này thì mình nghĩ là chắc chỉ có Honda City mới có thể sánh ngang về không gian hàng ghế sau so với cả Nissan Almera. Cá nhân em thấy thì City nhỉnh hơn Almera một chút thôi. Cái đoạn đường sau này nó không vuốt nhiều như Almera. Almera sẽ hơi bị sát đầu. Nên anh em nào cao khoảng 1m75 trở lên thì chắc là sẽ nhận ra sự khác biệt đó. Còn như thấp bé như em thì thấy Almera thì họ thiên về tối ưu khí động học. Thiên về tối ưu khí động học và nó có mức thiết kế tương đối thể thao. Nên là nó sẽ cũng phải hy sinh một chút ở không gian phần đầu. Nói về trải nghiệm vận hành thì em thấy là Almera còn một ưu điểm nữa là cái ghế. Ghế của Almera ngồi khá thích nhá. Cái ghế họ quảng cáo là công nghệ không trọng lực và đúng thật, tức là ngồi vào nó có cái độ, đúng rồi, nó đỡ mỏi lưng và nó giữ được cái người mình khá chắc chắn. Còn ưu điểm gì nữa? Rộng rãi. Thiết kế thì mỗi người một mắt, nhưng mà cũng như anh Minh nói rằng là nó được thừa hưởng cái thiết kế mới nhất của Nissan bây giờ. Từ bên ngoài vào đến bên trong. Bây giờ nếu anh em nhìn những cái dòng mới nhất như là Terra mới, thậm chí Frontier các thứ ở bên Mỹ, là ở phía bên trong cái kiểu làm của cái khoang nội thất, cái cách bố trí là giống trên Almera này luôn. Chứ không như kiểu là chiếc Navara nhỉ. Cái khoang nội thất của chiếc Nissan Almera này mình đánh giá cũng là một chiếc xe được đầu tư khá chỉn chu về cái thiết kế nội thất. Một chiếc xe hiếm xuất hiện trong phân khúc là có được trang trí các cái tấm bọc da ở phần bề mặt táp lô. Đó, nó làm cho cái cảm giác một chiếc xe đắt tiền hơn so với cả một cái chiếc xe được định vị là phân khúc B giá rẻ. Vâng, và sau đây là 3 phút dành cho quảng cáo. Nhân ngày hôm nay đi chiếc Nissan Almera của một chị bạn tôi đã dán phim ở trong hãng rồi nhưng mà trải nghiệm không tốt thì nhờ tôi là tư vấn xem dán phim nào. Thì năm vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu với anh em về phim của Photosync rồi. Và sau khi trải nghiệm thì tôi cũng rất là tự tin để tư vấn cho chị bạn của mình dán tiếp tục phim của Photosync. BSM.vn ở bên The Manor Central Park, Nguyễn Xiển là một nhà phân phối Photosync chính hãng ở Việt Nam. Đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ mang chiếc Almera đến đây để dán phim của Photosync. Đấy thì tôi cũng đã giới thiệu với anh em rất kỹ về Photosync rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại có thêm một cái phép đo nữa để cho anh em xem sự khác biệt của Photosync. Photosync ấy thì ngay từ cái tên thôi họ đã nhấn mạnh tới khả năng cản tia IR, tức là tia hồng ngoại rồi. Photosync IRD mà. Đấy thì đây là phim Photosync và đây là một phim khác trên thị trường có mức giá bán tương đương với nhau và cùng đều quảng cáo là có thể chống tới 99% tia hồng ngoại. Đấy thì bây giờ tôi sẽ đo thử cái máy này. Cái máy này có sự khác biệt là gì? Chúng ta sẽ chỉnh được bước sóng của tia hồng ngoại. Đây, đang để mức thấp nhất là 940 nanomet, mức thấp nhất trên cái máy đo này nhá. Đấy, bỏ Photosync vào này. Đấy, 97,3%. 23% là độ truyền sáng, 100% là cản tia UV. Đây. Độ truyền sáng SP20. Phim này nhá. Đấy, tương đương, thậm chí là khả năng chống tia hồng ngoại ở bước sóng này còn nhỉnh hơn một chút so với phim của Photosync. Ôi, nhưng bây giờ khác biệt này. Anh chỉnh giúp em lên là 1000 cái bước sóng cao hơn vậy ạ. Đây, 1400 nanomet. Đây, thì với Photosync nhá. 99,1% này. Còn đây. Đó, thấy chưa? Sự khác biệt là gì? Chống được 99% tia hồng ngoại, nhưng quan trọng là ở bước sóng nào. Cái ưu điểm thứ hai cũng được nhấn mạnh về phim Photosync. Đấy là độ trong. Đấy thì cái này cũng là một cái phép thử rất là tương đối thôi. Đây, ngoài phim nhá, khi anh em soi cái đèn pin này. Đấy thì anh em nhìn thấy nó sẽ có một cái lớp bóng ở trên kính này. Đây là phim của Photosync này. Còn đây là phim, đấy. Thấy chưa? Khác biệt là gì? Anh em nhìn cái lớp bóng ở đây. Nó rõ hơn rất nhiều. Lớp bóng này thì nó mờ hơn. Đấy, chứng tỏ là Photosync có độ trong tốt hơn. Đấy thì với những anh em mà đã dán Photosync ở nơi khác mà còn nghi ngờ về chất lượng của phim ấy thì có thể mang qua đây để test. Nếu mà đúng là hàng chuẩn thì các chỉ số nó sẽ tương tự như những gì mà tôi thử nghiệm trong video ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta thấy toàn là ưu điểm và có những ưu điểm mang giá trị cốt lõi như là phần động cơ 1.0 turbo. Đấy thì nhưng tại sao Almera vẫn chưa đạt được cái mức doanh số ấn tượng và vẫn chưa thấy xuất hiện trên bảng xếp hạng? Do là Nissan chưa công bố. Nhưng mà nếu em nghĩ là số mà ngon thì họ sẽ công bố, đúng không ạ? Chiếc Nissan Almera thì so với cả Vida Ascent hay là Honda City, thậm chí là Toyota Vios, thì đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
chứ không phải là chiếc xe lắp ráp. Nên rõ ràng việc một chiếc xe nhập khẩu thì giá không thể rẻ như là một chiếc xe lắp ráp được. Và cái yếu tố những người mà mua những cái chiếc xe ở phân khúc giá rẻ như này thì giá là yếu tố gần như là tiên quyết để họ quyết định chọn loại xe nào. Bản này 900 à 600. Cái bản này thì ngày trước thì đâu đó là cũng 580 mấy. 580, bây giờ vào bây giờ lên là 595 triệu. Nhưng thực tế thì bây giờ thì để lăn bánh cái xe này đâu đó chỉ khoảng 600. Vì được Nissan Việt Nam đã tặng rất nhiều các chương trình ưu đãi rồi. 100% phí trước bạ. Đúng rồi. Ở Hà Nội cộng thêm thì mất là tiền một số các cái tặng phụ kiện rất nhiều. Đấy. Thực ra bây giờ hãng nào cũng ưu đãi thôi nên là chúng ta cũng không cần phải nói cái đấy quá nhiều. Bây giờ là em thấy là thị trường ô tô là nó đã xuống một tầm thấp, tức là cái mặt bằng giá nó xuống hẳn một bậc thấp hơn rồi. Thực tế là năm nay nếu mà ai có tiền thực sự và có nhu cầu thực sự ấy thì mua xe thời điểm này là tốt nhất rồi. Có lẽ là mình nghĩ là thời điểm này đã là tốt nhất rồi. Thì ngoài cái vấn đề về giá thì ngoài giá ra thì cái xe này nó cũng bị ảnh hưởng bởi người tiền nhiệm là Nissan Sunny. Nissan Sunny thì xe một chiếc xe quá xấu. Thực sự là quá xấu nên là ít người lựa chọn. Và khi mà chuyển giao sang từ nhà phân phối Tân Trung sang VAD thì tức là đổi chủ đổi nhà phân phối ở Việt Nam chủ. Đúng cái thời điểm mà xe này đúng rồi ra mắt thì cái xe này thì được Tân Trung nhập về thì là cái bản rất là thiếu nhất nhiều thứ, chưa kể là nó lại còn bị cắt cả cái giàn nóng thì dẫn đến là khi mà những người mua đầu tiên, những người tiên phong mua những chiếc xe Nissan Almera này thì họ đã bị vấn đề như là báo chí đã nói, đó là hiện tượng hấp hơi nước. Và cái vấn đề xử lý cái rất chậm đúng không? Cái đang chuyển đổi nhà phân phối, đồ đạc các thứ lại còn chưa sẵn sàng thì họ xử lý khá là chậm. Dẫn đến là cái tiếng giữ thì đồn nhanh. Và tiếng giữ đồn xa, tiếng lành thì đồn gần. Ừ đấy. Thì người dùng khá e ngại. Mặc dù thời điểm này thì những chiếc phiên bản 2022 đến 2023 thì đều đã được Nissan nói chung là ok hết rồi. Em nghĩ là không có gì lăn tăn về cái chất lượng xe nữa rồi. Đấy. Thì hoàn toàn nếu mua thời điểm này thì bây giờ chúng ta không có lăn tăn, nhưng cái thời điểm trước đó thì đấy, do là họ gặp rất nhiều vấn đề. Và thứ hai là các cái chi tiết phụ tùng bây giờ của Nissan Almera này khá là đắt. Mình cũng đã hỏi nhà phân phối thì họ bảo là bây giờ thời điểm này vì cái xe lượng xe bán ít nên là cái lượng phụ kiện thì họ cũng sẽ phải cân đối so với cả cái việc mà đảm bảo doanh thu của họ. Nên là đấy, như quý vị các bạn cũng thấy là trước đó có một khách hàng bị vỡ cái cụm đèn này. Thay đèn mấy 20 mấy triệu. 20 đâu đó khoảng 27 triệu hay 28 triệu một cái một đèn, một bên đèn. Và tổng hai này là đâu khoảng 50 triệu. Đấy, tự dưng cái thời điểm mới ra mắt dính lùm xùm điều hòa. Rất nhiều thứ. Ghế nỉ này. Đó. Rồi lại phụ tùng đắt này. Lại giá thì cao. Lái xe thì lại không có trang bị cruise control. À đấy, bây giờ thì vẫn chưa có. Đấy. Nhưng mà đổi lại thì xe này lại có cam 360 và cảnh báo điểm mù. Đúng rồi, cái đấy là cũng là một trong những yếu tố đánh đổi. Vâng. Người ta cắt cái trang bị này và người ta cũng đã nghiên cứu là người tiêu dùng mình thì lại rất là thích cái cam 360. Nhưng bây giờ xong rồi mà. Tất cả những vấn đề đấy xong rồi mà anh. Cơ bản là bây giờ em nghĩ là đang bán tốt dần lên rồi. Nhưng theo anh còn lý do nào nữa ngoài những thứ mà anh em mình vừa nói, vĩ mô hơn một chút, số lượng đại lý nhá. Bây giờ nếu mà so với Toyota và Hyundai thì đại lý Nissan không thể bằng được. Thực tế là Nissan đang có một cái công cuộc chuyển giao và họ đang thanh lọc các cái đại lý làm ăn không đảm bảo, và họ sẽ đang mời những cái đơn vị có năng lực hơn để tham gia vào chuỗi cung ứng đại lý đạt tiêu chuẩn của Nissan Việt Nam. Thì bây giờ hiện tại là ở Hà Nội thì mình cũng không rõ, đợt này là cũng bị cắt một số đại lý tại Hà Nội. Vốn dĩ là Nissan cũng không nhiều đại lý ở Hà Nội rồi và bây giờ lại bị cắt nữa thì người tiêu dùng người ta cũng lăn tăn. Đó. Mua xe nhưng lại không biết sửa đâu thì cũng là một vấn đề. Nhưng mà em nghĩ là về Việt Nam thì có một vấn đề nữa là câu chuyện con gà quả trứng, đặc biệt là với xe nhập khẩu. Tức là bây giờ khi mà sản lượng thì ở thị trường của ông chưa nhiều thì ông cũng rất khó để deal giá được với tôi.
giờ giống như kiểu anh em mình đi mua hàng buôn thôi, ông đi mua, ví dụ ông đi bán bánh mì, ông mua 1.000 cái bánh mì thì giá khác, ông mua 100 cái để về ông bán lại cho khách, thì câu chuyện của xe cũng như vậy. Thế bây giờ sản lượng một, ví dụ như thị trường của ông mà bán ngon như kiểu Hyundai xem, thậm chí là Nissan toàn cầu còn nhảy về làm cùng luôn, chứ không phải là thực tế cái này là vấn đề nó liên đâu. Thực tế nó vấn đề này nó liên quan đến năng lực của nhà phân phối và năng lực của họ mạnh, họ sẵn sàng chấp nhận cái giai đoạn đầu là họ chịu lỗ thì họ sẽ tạo ra một cuộc chơi. Tức là anh đánh giá nhà phân phối hiện tại chưa mạnh. Thực tế là nhà phân phối hiện tại mình không biết, thực tế mình không dám nói là họ mạnh hay không, nhưng thời điểm này họ đang họ chưa làm mạnh đúng không? Họ đang tiến từng bước rất là chậm rãi và chắc chắn. Vâng. Chứ không, họ không muốn mạo hiểm trong về cái việc phân phối cái sản phẩm Nissan này. Rồi, anh em mình nói từ cái xe rồi đến tất cả những câu chuyện loanh quanh nó rồi. Nhưng bây giờ quay trở lại cái xe. Anh có một lời khuyên nào cho anh em bây giờ đang phân vân giữa Amara, giữa Vios, City, Accent không? Nếu mà quý vị các bạn đang muốn sở hữu một chiếc xe sedan hạng B thì theo mình lựa chọn một chiếc xe thế hệ mới chắc chắn nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Hiện tại là bây giờ chỉ có Honda City và chiếc Amara này là được thế hệ mới. Còn lại là Toyota Vios thì họ cũng đang rục dịch. Có thể là họ đang làm những cái các cái gọi là kích thích tò mò, họ đưa ra những cái các cái gọi là, tức là chạy truyền thông khởi truyền động. Thông, truyền thông chạy biên. Có thể là họ đánh lừa người tiêu dùng bằng những cái sản phẩm gọi là nghe thì có vẻ đấy như cái xe Daihatsu. Đấy. Nhưng cái Daihatsu mình cũng là một cái thương hiệu xe giá rẻ của Nhật. Và cái khung gầm bây giờ tới là cái chiếc Toyota Vios chuyển từ khung gầm của B platform của Toyota. Toyota sang cái khung gầm DNGA thì mình cũng chưa chắc là phiên bản rẻ của TNGA đúng không? TNGA DNGA đấy. Đúng không? Đấy. DNGA phiên bản DNGA rẻ. DNGA thì mình không biết là cái khung gầm của chiếc xe Honda của chiếc xe Toyota Vios nó có đạt các cái tiêu chuẩn thỏa mãn của Toyota toàn cầu hay không. Đấy. Nhưng dù sao thì nó chưa là một chiếc xe chưa xuất hiện. Và bây giờ chỉ có hai chiếc xe này, Honda City và Amara. Và cộng thêm với giá bán cực kỳ hấp dẫn từ thời điểm này nữa thì tại sao mình phải đi mua những cái xe mà chuẩn bị ra mắt, những xe đã cuối vòng đời rồi. Chúng ta phải chọn cái sản phẩm nó mới nhất mà dùng. Vâng, như vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta lại được gặp lại anh Minh, chủ nhân của Hyundai Accent, một người có kinh nghiệm làm truyền thông khá lâu năm ở trong ngành ô tô xe máy rồi, và nghe anh Minh chia sẻ những góc nhìn của anh về Nissan Amara, về phân khúc sedan hạng B, như là về một cũng cảm ơn thêm anh Minh nữa là bởi vì anh cũng mang tới một số những lời khuyên em nghĩ là rất là trực quan, rất là thiết thực để cho những ai mà đang phân vân giữa Amara với City, Vios, Accent, những chiếc xe trong phân khúc hạng B. Anh em nghĩ sao về Nissan Amara, nghĩ sao về câu chuyện mà tôi với anh Minh nói với nhau trong video ngày hôm nay? Hãy thảo luận ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Mê Xe sớm đạt tới những cột mốc tiếp theo, và cũng đừng quên theo dõi những bài viết phân tích về thị trường xe, về ô tô xe máy rất đáng để đọc của anh Minh ở trên vietnamnet.vn. Cảm ơn anh Minh rất nhiều. Cảm ơn.